đây là buổi sáng đầu tiên ở Thái Lan. Đã đi kiếm tiệm mỹ phẩm Even Boy. Bạn nghe nói nó rất là xịn, rất là nhiều đồ mỹ phẩm Thái Lan. Mà nghe đồn đó là phải đi bộ 1 km lận. Đây là team của chúng tôi. A few moments later. Hết vui rồi mọi người ơi. Hết vui rồi. Ủa mọi người, đang trên đường đi tới Even Boy thì tụi mình phát hiện ra mình dừng lại ở một quán trà. Rất nhiều loại trà ở đây. Kem này, trà bánh lăng này. Tà lưa tà la, cuối cùng tụi mình quyết định chọn trà chanh và trà lại. Trà cơ bản. Vị trà hơi lạc. Biết sao không? Tại cái này bây giờ người ta mới ngâm, còn sân bay chắc người ta ngâm sẵn. Vậy hả? Thơm. Thử trà chanh, trà xanh chanh. Cũng vậy. Lạc hơn trà chanh gì? Khánh Hội nữa. Ok. Trải nghiệm nha mọi người. Nói chung là đối diện Sam Center có một cái question thì đi thẳng tới có cái bảng hồng đó là Even Boy về thiên đường mỹ phẩm. Được xịt luôn đúng không? Màu xinh quá. Quyết định sẽ lấy cây phân lan. Thank you. Trà cá bình thường thôi. Và thêm nước mắm. Hơi nhạt. Nước mắm này kiểu giống nước đường hơn là nước mắm. Một điểm cộng cho ba bì. Điểm cộng cho ba bì đó, thân thiện với môi trường. Thêm một cái chợ. Vô coi không? Cái này được không Tia? Quyết định mua cái này. Mua 3 cái bông tai là 100 bạc. 2 cái đen này với đây. Xinh xinh. Còn thanh niên này mới đi mua cái mắt kính 180 bạc. Đây là khoai tây phô mai thì phải. Nói chung là mình cũng không nên nhìn bao bì để đoán sản phẩm nữa, đó là kinh nghiệm. Đúng. Kinh nghiệm từ snack ngày hôm qua. Small size. Trời ơi, size nhỏ nè mọi người. Đây là sốt BBQ và cheese. Deep tea. Giòn nghe không nghe không? Phần một phần này cũng ngon. Nói chung là cái này được, ok. Cái này ngon lắm mọi người, ăn thử. Xin chấm phần mai tối hôm qua. Vậy là tụi mình sẽ tiếp tục mua một ly nước khác. Không, hai ly nước khác. Chắc là sẽ uống trà dâu và trà táo hả? Uống táo hả? Có topping không? Không có đúng không? Có sẵn rồi đúng không? Ta ta. Trà táo, trà ba đó. Theo nhìn thì suy đoán đó là trà và syrup. Hết, không có topping. Không có trái cây. Như trên như hình. Em sẽ nói gì hả? Nhiều tàu quá. Không hiểu gì hết hả? Nhiều dầu quá. Nhưng mà được cái là cho ít ngọt. Cục dầu. Em may là mình cho không được á. Vẫn chưa tìm ra được quán trà ưng ý. Mọi người đợi tiếp đi. Em sẽ làm mua cơm. Có 3 loại cơm. Nhìn sơ qua thì hình như bao bì cũng thân thiện với môi trường nè. Lên to lên phải chết. Được ha.
chén giấy không, không có muỗng nhựa. Thôi mình ăn chung một muỗng đi. No. Kapunaka. Yeah, đi ăn thôi. Chị đang đậu đấy. Ngon. Cái này giống như lỡ gà. Cay không? Không cay lắm, nhưng mà nó thiên về chua. Không có cay. Có gì đâu, có gì trong vườn nó chiên xong nó vòng giòn á, mới nóng á. Nó sốt đi ngon. Chua. Nhưng mà nó sâu, nó thấy mặn, nó cay. Một điểm trừ cho hai cái cơm này đó là không có nâu. Ví dụ như cái đứng thôi, mặn quá rồi. Không thì tình hình son hồi nãy thử test trong kia nó thì tình hình là bị trôi son nhẹ. Còn nhiều nè. Nhưng mà vẫn trôi chứ không phải không. Cho nên ăn 3 món rồi. Là bây giờ tụi mình sẽ mở son mua ở Eve and Boy. Giá nhiêu? 199 sao còn 129. 129 bạc. Trời ơi, siêu rẻ luôn á. Mà nếu mà cái độ trôi son như vậy thì ok. Tương đương với thôi không được tính ra tiền Việt. Không. 6. Ồ, 456. Chị là số 5. 6. Siêu trong cỡ ha, có phun môi à. Phun là hồi nãy do môi mày phun sẵn rồi mày ơi. Những bạn mà môi dày á thì nhớ thoa son dưỡng chứ nha, có gì mình bắt đầu dùng son kem thì nó sẽ. Bạn thoa son dưỡng chưa bạn môi dày? Không có mang theo. Xí đi. Chúng ta đang lấy son ra để dặm lại còn thanh niên này. Còn màu không? Còn. Em mới bị theo phân á. Khô quá. Bị khô môi á, đi du lịch các bạn nhớ uống nhiều nước. Trong đợt này mua son này là đúng đắn. Hợp lý. Và bạn Quân vẫn còn cắt móng tay các bạn ơi. Với cái móng tay là bao nhiêu bạc vậy anh? 50. 50 bạc. Nói chung là cái đồ cắt móng tay được nha bạn. Set. Vấn đề là gì? Là chúng tôi là những người du lịch nghèo nàn á, không có tiền mua. À, giờ thì nghỉ xả hơi ở Măng Gua Tăng Gua. Này ha. Đó là gì vậy? Vừa với xả. Chị uống này. Từ. Một ngày đi lên mình vẫn còn tươi đúng không các bạn? Vẫn còn tươi, vẫn còn mái hồng. Có đặc quá à? Trà xoài, xoài lai. Cái này còn nghe ra vị trà nè. Còn cái này giống thấy mùi trà lạnh. Sâu bệnh xoài với lại Mau. Cái này giống sâu bệnh. Cảm giác nó tươi lắm, nó có thiện lắm. Sao qua đây vị trà ngon nè? Cái này là xoài dừa. Xoài dừa, cái này ngon quá à. Phần ra cũng được, ít hợp. Ở dưới là cơm trâu mini á. Không béo quá là siêu ngon luôn. Bây giờ sẽ là thử thách, mình sẽ đi chụp hình với mình anh. Thử thách luôn. Mình sẽ chụp hình với lại anh BG ở đó. Và đây là hình của mình và anh đó. Mình nhắc lại một lần nữa là cái này rất ngon. Mình sẽ khoe phấn phủ Hoàng cung Thái Lan. Phấn độ Hoàng cung Thái Lan. Hãng này tên là gì? Rich Chan. Không rớt. Đây là vỏ ngoài của phấn. Sao nè? Nhìn rất là vintage. Đọc đúng không? Là bên trái xe. Bánh bánh đi anh lại đúng không? Bánh đi anh lại. Bên trong là một cái bông phấn bằng nhung xoay để đúng được không? Đó là nó mới ra phấn được. Rớt xuống một cái là tè lè rồi. Mấy trăm ngàn. Nói chung là cái này là dầu, là để kiềm dầu mà không màu. Không
không mùi, không màu, cũng không mùi luôn. Nhưng mà mục đích của mình mở ra ngay bây giờ không phải để làm chuyện đó. Tại vì không hiểu chứ. Hiểu không? Hiểu không? Bỏ giày phí quá, bỏ lên bàn chân ngay đúng không? Bỏ bàn chân đỡ phí hơn. Cảnh này mấy bạn không? Mình nhìn. Mấy trăm ngàn. 280 bạn. Kể cho các bạn nghe một câu chuyện về những cô bé du lịch không có tiền. Nãy háo hức vô Sakura, vô cùng kêu nghỉu đi ra. Tại vì sao vô đó toàn là mắc hơn mắc hơn hàng sách tay về mình nữa đúng không? Thì đúng rồi, tại vì vốn là hàng nhập từ nước ngoài về. Nói chung là mắc cái hàng mỹ phẩm nội địa Thái. Đúng rồi. Vậy nên ngay bây giờ tụi mình sẽ tham khảo xem cái mỹ phẩm nội địa Thái nào ngoài phân phủ cái này nghe nhiều. Giờ tụi mình sẽ đi BTS từ Central World qua bên chợ Kakonta. Thì tụi mình đã mua vé xong rồi, xong chà. Nãy giờ thì chen lấn với lại hầm lắm. Đây là sẽ là cái quầy đổi tiền xu, tức là mình sẽ mang tiền giấy tới đây đổi ra tiền xu. Cái máy đây để mua vé, bỏ xu vô mua vé. Cách thứ hai là mình sẽ xếp hàng để mua trực tiếp vé luôn. Đợi chuyến sau. Trong lúc chờ tàu tới thì tụi mình sẽ Huy ăn cái bánh trà sữa hồi nãy mua. Mới đầu nghe đâu là 25 bạc, xong tính tiền 80 bạc. Bạn nhắn là sữa hay không? Không hảo không ngọt. Nhưng mà nó bị cứ kiểu dài hơn hả? Đây là tất cô bé nghiệp vụ mệt mỏi. Dạ, kêu bé ngồi xin lỗi. Đây là gì đây? Tần tinh, tần tinh. Cái nó mới tầm tiền. Đã tới chợ chặt chưa chặt. Chặt chặt chưa chặt. Giờ biết đi hướng nào luôn nghe hù quá. Ngon lắm luôn á, nước dừa ngon. Nước dừa dừa. Cái hậu ngon. Dừa lan á. Xà bông Thái Lan là hình gì mùi đó. Khu chợ trong siêu rộng, đi hoài không hết. Nhưng mà thấy đồ lại không đẹp. Ở ngoài này thấy đồ đẹp hơn. Đây là nước quýt chứ không phải nước cam. Kakunaka. Kakunaka. Đói quá rồi. Tấp vô một tiệm là bạch thái nhưng mà không có ngon, giống như phở xào. Thì có xoài à? Chán luôn á, không có nước dừa gì hết trơn. Tôi nấu với đường siêu màu luôn, chung cũng ok. Nhưng cái vị thì giống như mình ăn mấy cái mì tôm chum ở Việt Nam cũng thấy, còn ok, dễ ăn. Long ăn chui, một cái long ăn chui với lại một cái con nụt chui. Người ta có lấy nước đường đó, người ta đừng lấy nước đường. No sugar. Đây là sweet. Sweet là gì? Đường. A little sweet. More rock. A little sweet. Một ly thì mình đã dặn không đường, một ly là quên dặn nên người ta cho nhiều đường quá, ngọt quá. Thì giờ quyết định là sẽ trộn vô chung. Đây là ly mang tại Việt Nam. Nói chung là thơm của nhãn và ngọt của dừa. Đây là dừa. Nhục dừa.
rất ngon nhưng mà ít thôi chứ không là bị cay. Đây là gà vậy á. Tốt rồi. Học một bạn. Ngon. Trời ơi, 50 bạt nè mọi người. À, cô siêu ngầu. Cô ăn được kết. Kokunaka. Ở siêu nhiều luôn này, bốn đứa ăn năng. Sợi này thì nó không bằng sợi bên quán kia. Vậy hả? À? Sợi này nó hơi nhão. Nhưng mà nó nhiều. Thì dập chiều tới giờ rồi. Nói chung là có cái giá vậy mà. Bạn này á là như tên. Do ngồi dưới gốc cây táo không có cây táo rất là lầu. Còn bạn này là Archimedes. Ngủ trong bồn tắm không phát hiện Erika điện dịch dính đầu vẫn còn đây. Hai bạn này nhà mắt học. Nhưng mà cái này còn ngon. 53%. Cái này. Ở nhà quyết tâm đi làm móng trước khi đi Thái mà không ngon kịp. Quán gốc là làm cá làm nem thì bạn quân mua cái này thì đâu lại tên à? Dâm nè, cái này giống như bì đúng không? Ừ, nó bì heo. Có hành nè, có cái gì chiên nữa? Bánh chiên. Chắc là xôi, cái này là xúc xích. Xúc xích nghiền. À, lấy cho cái này em đó. Cái này, cái này mình ăn với cái lá. À, lá lốt. Không mà đang ăn chung với rau á. Thì không mà ngon. Bánh lốt đây. Thời gian tụi mình đợi để được massage thì chú chủ tiệm kêu tụi mình lên đây ngồi. Đây là thúc thúc, một cái lưu ý khi ngồi trên thúc thúc nha mọi người. Bảy 137 bạn. Ngày đầu tiên bọn tôi đã tiêu hết tiền đã đổi. Tiêu hết luôn.